Mến chào cô chú anh chị và các em. Thảo đi Đài Loan về rồi, khỏe khỏe lại cái đi giúp đỡ, gửi tiền cho các bà con cô bác á. Rồi đi quay toàn cảnh khu vườn trái cây của nhà Thảo cho bà con cô bác coi luôn ha. Giờ đi dạo quanh thành phố Bến Tre, tìm nơi ăn sáng chung với gia đình Thảo nha. Tấn lấy chiếc xe này nè, chở ông bà nội. Ông Thái là ông lăn xăng lắm Tấn. Tấn chở ông bà nội ra, giờ đem chiếc xe vô. Bữa nay mình đi vòng thành phố Bến Tre nha bà nội. Ủa, nay bà nội bận đồ đẹp vậy? Ôi, đẹp với sợ. Bộ đồ đẹp. Đối diện với nhà thuốc Thống Nhất nè. Ở đây là chợ phường 2. Thì có cái quán này là nơi anh Thái với Vinh Sình ăn sáng. Thích ăn sáng ở đây. Đôi khi cũng có đi chỗ khác mà đa số là ăn sáng ở đây. Hủ tiếu hải sản Bến Tre. Bảo. Bảo hay sưu tầm đồ cổ, xe cổ đồ nè. Mấy cái máy đồ hồi xa xưa á. Tánh vậy để tóc là bà con cô bác biết rồi, năm nay về là tóc Bảo dài lắm nha Bảo. Giờ tự nhiên chuyển qua màu đen. Để tóc dài vậy. Rồi ông Thái với Vinh Sình cũng vô tới, với Tuấn vô tới luôn. Mới ruột, mới quen. Mời cô chú anh chị và các em ăn sáng ở Bến Tre nha, quê của Thảo. Hai ly trà đá. Ai thích gì nữa không? Về đây là cái hủ tiếu á, là cái cọng hủ tiếu người ta làm với lại con giá nhỏ nhỏ. Còn hủ tiếu nó mập nhỏ luôn mà nó dai. Ba ly trà đá, 1 2 3. Trà đá luôn đi cưng. Ở đây là ăn hủ tiếu mà có cọng rau này bảo. Xong nó không trụng trước cho mình ha. Dạ. Để vậy thôi mình ăn luôn hả? Mình trụng vô hả? Nào ăn mình trụng vô, còn không kêu người ta trụng cho mình. Cái này của hủ tiếu khô ha. Nay về á, cái chị mà hồi năm trước bán không thấy đâu. Đổi rồi, đổi người rồi. Mấy em này chưa có biết Vincent với anh Thái. Thái là cái chị chủ, bà đi đâu? Bà không có đây. Chắc chiều bà mới có. Hồi mời cơ. Dạ. Nhìn là biết ăn gì luôn. Anh Thái với Vincent lại á, mời bà con cô bác ăn sáng nha. Món hủ tiếu ở quê Thảo. Hủ tiếu khô nè. Hủ tiếu khô hải sản. Ở đây có trứng cút và hoành thánh ở trong nữa ha. Hủ tiếu khô thập cẩm. Thảo ăn bánh canh. Hôm qua ăn hủ tiếu rồi nay ăn bánh canh. Cái bánh canh ở đây nghe cưng, hồi có sao phải không? Buổi sáng ở quê Thảo, thành phố Bến Tre. Cái này là bánh canh hải sản. Chớ, ông bà nội đi ngang trường gì vậy? Công viên chức thì học trường IGC hả? Bé gạo hồng đó. Chiều chiều thấy Tuấn với anh Thái đi hay đi rước đó mà. Rồi giờ rễ thứ năm. Cột chèo của anh Thái chở ba má chồng Thảo đi lên quán cà phê của Bảo á. Thì ở đây là Hồ Trúc Giang nè. Ở bên kia đối diện là trường Nguyễn Chiểu, bây giờ là trường Bến Tre. Rồi có cái trường nữa là trường Thị Xã. Hồi đó Thảo học ở đây. Hồi nhỏ anh lớn học mấy trường vòng vòng ở đây nè. Vô chứ. Lâu lâu về nè. Bữa giờ Mạnh có đi ngang đây không Bảo? Dạ có. Mấy này lâu lâu Mạnh có đi ngang. Cỡ khác với chiều chiều. Bảo này có món gì uống không ạ? Dạ. Có còn cái trà nhãn. Trà nhãn hả? Thử nè. Trà nhãn. Hết mảng cầu rồi hả? Còn cũng là mảng cầu. Mảng cầu luôn hả? Ăn trà nhãn luôn. Trà nhãn luôn hả?
thôi, má hai má cầu đi đó rồi. Vậy cái cầu đi cưng. Cảm ơn bạn. Có Tứng phục vụ luôn, chạy bàn cho con của Tứng. Quán này giờ của Bảo. Cảm ơn cưng. Chút đi dài dài qua tiệm Cốn Nhung bên đây nè. Đi bộ được, đi bộ qua mấy tiệm luôn gần gần đây nè. Ông nội bà nội uống đi, uống cà phê. Thảo Thảo uống này nè, nè cái ly thì đã lạ. Cái này là mãng cầu. À. Cái này nó cũng có cái bờ kè giống như đấy chỗ nhà Mỹ Lan á. À đúng rồi. Đây có khách sạn này mới xây. Khách sạn nè ông nội bà nội muốn ở ngoài ngay chỗ ngay thì ngay chợ á thì mình ở mấy khách sạn này vui. À, chở cho ông nội bà nội đi dọc dọc vô bờ sông nè, bờ sông Hàm Luông. Mày mốt mấy khu bên kia là người ta xây khu du lịch đó mà nội. Khu bên khu hết trơn rồi đó. Nếu mà ở ngoài nó làm cái đường được vậy xe chạy vô được luôn hết Tứ ha. Ừ, chạy thẳng vô đó tới nhà của Gạo. Ừ, bà con cô bác nói Thảo phân vi sinh gì nè, ở đây người ta có làm luôn, kế bên cái khu trồng rau của nhỏ em á, kế bên luôn à, ta sản xuất nè. Nói mấy cái ao hồ nước đồ mà nó bị giống ứ động á, bỏ phân vi sinh xuống nó bớt hôi, nó lọc nước được luôn. Thảo nghe nói vậy đó. Có cây cốc, cốc nè, nó cộng cốc quá trời luôn. Phải mì, phải mì nè. À, xoài trồng dài dài đường vậy. Tụ mía, mía đây ngon ghê luôn nè. Mía trời ơi, mía xương Thanh Diệu đó, chắc mía này của ông Phương quá. Có đề nha, nhà của Gạo, nhà của bé Gạo á, con của Út Nhung. Cái vườn này á, lúc trước mới chưa có cất cái gì hết. Thảo nói Phương ơi, trồng cho mấy cái cây về chị quay phim. Vợ làm thành nguyên cái nhà vườn luôn. Bữa nay chở ông nội, bà nội xuống chơi. Có đu đủ chín nè. Nhà vườn á, bắp được nhiều lắm. Cái cây nhãn này hồi lúc năm trước anh Thái mua nè, nhãn đỏ. Hồi bữa chín nhiều lắm hả Phương? Ủa vàng gì vậy? Nho hả? Đỡ trồng nho đó hả? Bữa định đem cây nho về mà không biết nó sống không Tứ. Cây nho của trái bự lắm, nho nhật á. Rồi cái nhà này là tất quay phim đồ chơi vậy á. Phường Bến Tre. Được không nội? Nhà vườn để chơi vậy á. Hả? 3 tỷ. Mà lâu rồi. Mua lâu rồi, mua hồi xưa. Chứ giờ chắc mắc hơn. Đất bự lắm. Cho mượn cái nón lá đi. Đi bộ vô. Có vàng nho nữa kìa ông xã. Ai đút? À, ông ngoại ăn hủ tiếu hả? Có đưa gì chị Hải ăn không? Có sari nữa hả? Giờ nè, Phương dọn đồ đồ nè cho bà nội đi hái bắp. Mà bắp gì mà ăn trên cây được luôn, khỏi nấu. Bắp tím. Rồi ông nội thì nói ông nội nằm ở đây nghỉ mệt. Căn nhà căn nhà tuổi, của mấy tuổi tiên là làm để quay phim đồ đó. Mình đi thẳng ra đây nè. Cái này để quay phim. Hồi năm rồi Thảo về chưa có cái này. Đó. Rồi đây quay phim nữa hả Tứ? Mới làm nữa đó hả? À, chỗ này là quay phim nữa. Nhà chòi rồi vậy đó. Để quay phim đồ chơi. À, có dụng cụ quay phim cây đồ hết nè. Đó. Mấy đứa em nó làm mấy cái clip ngắn ở đây nè. Quạt máy đồ tùm lum ha. Chứ nóng á. Mùa này nóng mà được cái hồi tối mưa quá trời luôn. Giờ đi thu hoạch nè, hồi năm rồi Thảo về thì có đám bắp, ngay chỗ đám bắp đó thì trồng rau. Rồi giờ làm dài dài xuống dưới kia luôn, xa lắm. Qua đậu biếc nè, qua đậu biếc. Làm vàng được hết nè.
Hồi năm rồi về cỏ không, hôm nay về làm đẹp. Phim trường của Phương Bến Tre. Thảo lụm đầu cái nón của Phương, tại vì nắng quá. Ba đậu biết. Bắp này là do ăn liền, khỏi luộc, khỏi nấu gì hết trơn. Ờ, bà nội bẻ đi. Dạ, bà nội bẻ là ăn chục bắp. Phương để dành cho bà nội. Có dưa hấu trái nhỏ xíu vậy đó. À, tự nhiên bà nội giờ về làm nông rừng. Đi bẻ bắp. Hết luôn cái phần, à, hai trái dưa hấu nhỏ xíu. Ờ, có dưa hấu luôn hả? Kìa, dưa hấu kìa. Dưa hấu bự nhiều lắm. Hai chín hết rồi hả? Ủa, má hai hái trái dưa gan không? Dưa gan hái ăn được không? Dạ, trái chín bển qua hái đi. Ừ, để hồi bẻ. Trái đu đủ chín nữa kìa, đỏ tươi kìa. Trái dưới đó cũng bẻ được. Trời ơi, trái đó nó thấy hạt luôn á. Tại vì cây người ta có một trái mà con không bẻ, con bỏ nè. Thành cây ba trái đó. Nè, có lại anh. Mà cũng tốt lắm. Ê, kiến nó đẹp. À, cái đó bắp Mỹ. Ôi, kiến đeo nè. Ôi, vô, hái nhiêu đó thôi. 2, 4, 6, 8, mới 9 trái nè. Đó không nè. Trời ơi, thấy ham ha, bẻ rụp rụp ha. Bẻ rụp rụp luôn. Đó, bắp tím là ăn liền được luôn. Đâu gỡ ra coi. Ý kiến à, kiến nó kiến, cắn kiến nè. Dạ kiến vô. Cắn. Có kiến nha. Cây cây bữa mấy cây nhãn trái mà hả? À. Vẫn đóng vai cô Tắm Diệu Hiền. Ai bẻ xong má chồng với nhỏ em bẻ xong. À, Thảo mới thu hoạch bắp này nha bà con cô bác. Giống thiệt luôn. Cướp công của má chồng. Rồi đi vô nướng, vô nướng đi. À, Thảo mới bẻ bắp thu hoạch bắp bà con cô bác ơi. Bắp tím. Cái tướng đứng đẹp quá. Rồi qua hái trái đu đủ chín với trái dưa gan chín luôn đi. Ủa mới thấy kìa. Nãy đã thấy rồi. Còn trái nhỏ bên kia nữa. Bị lớn vậy ăn được không? Chưa, chắc chưa chín quá. Thôi. Cái dày nó héo mới chín được. Ờ, trái nhỏ bên đây, trái bượm đó ha. Ngắt đọt nó đi. Ha, hái đại ăn luôn. Ngắt đọt nó mới chín. Hai con tính hái rồi. Mà con để cho má bà nội với má hai về hái. Tại con hái hoài. Hôm qua mình ăn đỏ đươi luôn á. Mấy cái bác ở trên Sài Gòn gì xuống á thích nó, trời ơi, đu đủ nhiều ngọt mà đỏ tươi. Này phải về ăn liền nè. Chín nè, muốn hư. Quá chín luôn. Nổi không bà nội? Con hái trái dưa gan nữa. Đây, má hai bên đây nữa nè. Đó, mà chín chưa? Hái đại à. Chứ một bên xanh, một bên vàng rồi. Dưa gì á? Dưa gan tròn, bên đây còn ba trái nữa nè. Dưa gan, con hái mà con bẻ đi không? Bẻ cho ông nội ăn đi. Trời, chín cây luôn. Dưa gan chín cây luôn. Vô cắt cho ông nội ăn, đặt miếng đá vô. Đem về nhà ăn. Giờ tới chiều xử lý hết. Ừ, giờ tới chiều. Cái organic đó. Ừ. Hello bé Nhi. Giờ đi qua chỗ phim trường nè, để mình nướng bắp rồi ha, cắt đu đủ dưa gan đồ ăn. Nướng bắp cho ông nội bà nội ăn. Ông nội bà nội là Thảo kia Heaven Sun á, là ba má chồng của Thảo. Rồi đu đủ này chín luôn. Cắt đu đủ ăn Phương ơi. Rồi giờ đi qua bển nướng bắp. Nãy đang quay trời mát lắm á, tự nhiên mưa. Mưa quá chừng luôn. Mưa gì mà ở đây hạt mưa dịu im nè. Mà mưa gì đâu có con đám chỗ này vậy? Mưa gì đâu ngoài kia nắng, ở đây có hạt mưa ở đây trên nóc nhà xuống à. Phim trường của nhỏ em làm mưa. Hèn chi Thảo nói sao mưa đổ nhảy đồ. À, qua mấy cái luống đồ thấy té rần rần á, ai về làm trời mưa. Đây nè. Ngoài còn nắng ở trên đó kìa. Mưa trên tàu anh đồ xuống luôn. Để nước ở trển á. Để nước ở trển á cho xuống. Vui ha. Hả? Tướng mở lên nè. Em rể thứ năm mở cái mưa nhân tạo lên để cho mát ông bà nội ngồi trong đây. Cho ông bà nội mát, mở ba cái quạt luôn. Không đủ đâu hả? Đem quạt cho ông bà nội. Rồi qua đây coi nướng bắp đồ ăn. Ý, lâu quá mới thấy nè. Trái chim quýt. Trái chim quýt. Đây. Ông xã nói ở đây sao không thấy muỗi. Là tại vì ông Phương đang đốt than đặng. Nè, chỗ này nấu nướng nè. Nấu nướng giả chiến rồi vậy đó. Ông Thái thì sợ mấy con này kia chích.
À, có trứng ở đâu vậy? Có con đẻ thiệt luôn hả? Có con vịt luôn hả? Trời ơi, có con vịt thiệt luôn. Để trứng đây nữa nè. Giờ lụm nó gớp ngoài đất ngoài kìa, ra lụm. Giờ đốt hang nướng bắp á hả? Ở đây có muỗng dừa. Vịt nó đẻ với ngỗng nó đẻ ra lụm. Mà con ngỗng đừng lụm để nó ấp đi con. À ngỗng cho nó đẻ con hả? Đào đào cái mương nhỏ nhỏ này cho con vịt nó ở hả? Đâu con vịt đâu? Ngoài đi thẳng đâu. Cái này giống y hệt ở miền quê luôn, có mấy cái khạp nè để đựng nước á. À, mùa mưa này hứng nước tưới cây. Rồi đóng mình lấy cây tre đồ nè, mình đóng nó vàng để rửa chén rồi xong úp lên đây. Mua mấy cái đồ xưa xong chứ. Tô chén đồ xưa. Xưa ơi là xưa. Đó, cô Tắm chuẩn bị cái bà nội với em vườn hái trái cây xong rồi. Thu hoạch xong cái ra cô Tắm đấy. Cứ nãy giờ thu hoạch quá trời luôn nha. Ở đây có gì ở vàng gì vậy Phương? Đậu bún, đậu bắp, rau cả. Hình như có cái khoai tây hay gì hả? Đúng rồi, khoai tây gì? Khoai tây hả? Cái cũng tự. Có cái dạng gì bông trắng trắng gì tức lá sắn là nấu canh tập tàn. Ờ cái lá sắn đó có trồng mà không biết ăn sao. Cái này là mấy nhỏ em đang tập làm gốm nè. Cái đất này ở đâu ra cưng? Ở sông Bé để về. Sông Bé hả? Trời ơi trời, tập làm gốm luôn á. Thích nhất là xuống đây hái được đu đủ chín cây luôn. Chín mà nó mới chín, nó giòn, nó sực sực á, ăn đã. Trời đỏ. Lại có con muỗi. Về quê ăn được vài ngon. Ăn giòn giòn sực sực á. Nãy anh Thái mua hủ tiếu về đút ông ngoại ăn nè. Đút ông ngoại ăn còn em rể thứ năm mà chở ba má chồng đi vòng vòng xuống dưới vườn chơi nè. Đó, rớt ra ngoài luôn. Nè ăn đi cưng. Dạ dạ được. Mấy đứa. Chị cắt ra cho mấy đứa ăn luôn nè. Ồ trái dữ quá ha. Miễn gáo đốt lần nhiều vậy hả Phương? Vậy mới nướng đủ nhiều. Có cái quạt nữa kìa. Rồi sơ mướp nữa nè. Rửa chén bằng sơ mướp hả? Đâu đưa trái bắp coi coi. Đều không? Wow, trái bắp này nhìn nó tím liệm vậy luôn hả? Cái giống này ngon không? Giống đó để ăn sống. Ngọt thì nướng lên ăn nó sẽ ngọt. Không nóng được, giống sữa vậy. Giống sữa. Trời ơi, nghe thơm. Cái này bắp tím, cái này bắp Mỹ. Có bắp trắng. Ủa bắp Mỹ đâu hả? Có bắp trắng. Ở đây bắp giống đồ hết luôn, có luôn hả? Có nha. Rồi có bắp trắng nữa, bắp Mỹ thì vàng vàng, còn bắp trắng thì nó trắng. Ừ, chứ làm sao, bắp trắng nó trắng chứ sao. Ngoài kia kìa. Cây mía màu đỏ ngoài kia kìa, tấn phải của mình không? Ờ đúng hả? Bữa nào đi. Bữa nay nhiều đồ ăn quá. Sản phẩm gốm sứ. Làm giống như là làm tay vậy đó, bán ở tiệm vậy á. Chứ không có phải là nó đẹp tuyệt đẹp mà nó đặc biệt á. Mới thấy nhỏ em thay áo rồi. Nói làm TikTok á là clip có phút trở lại à, nên phải đổi cảnh hoài, nhiều nhiều cái. Giống như mình quay lượt là được nhiều mấy clip nhỏ vậy đó. Không quay phút gấp than. Than này nướng bánh tráng đã luôn. Nhỏ vài cái cho Phương, ngày mốt kiếm cho hai ghế này đóng đem bển đi. Đóng hay mua vậy? Mua. Ừ, mua cho hai cái đi, bỏ vô thùng đem bển. Ghế tre nè. Cái bàn này không biết Thảo đem được không? Đem cả quê mình qua bên Mỹ luôn. Nhiều bà con nói trộn Thảo đi về đem cả nước Mỹ về rồi đi qua Mỹ. Cũng đem cả quê của Thảo qua. Tại vì Thảo sống tình cảm á. Hay thích những cái gì kỷ niệm lắm. Thử chưa? Ăn thử như nào cũng chín lương thi. Đi xuống quê chút là có đồ ăn. Bắp mới nướng xong mời bà con cô bác ăn bắp. Có ai có mỡ hành không cho Thảo xin chén mỡ hành đi. Ở đây không có hành. Để dặn mấy đứa em trồng hành ha. Có mỡ hành nữa mới ngon ha. Đợi cái nón tóc tai bù xù luôn. Xuống hái trái cây đồ rồi. Giờ đi bộ về nè. Mấy đứa em dễ thương lắm. Mấy đứa làm gốm vô dưới đây nè. Nói để chở ra. Thảo nói đi bộ. Tại vì mình về đây đi có một khúc mà, chó khỏe. Đâu cần đi xe. Trời ơi, cô Thảo nè, mồ hôi mồ kê quá trời.
Cái này là con đường quê nè. Người ta trồng xả, hai bên là trồng xả. Ở đây người ta rào lỡ chắc người ta chuẩn bị làm nhà làm gì đó. Thằng em á, đậu ngay chứ nhà của bạn hồi xưa là cũng như là khổ chung vậy mà giờ giàu vậy luôn. Công việc thành công là phải có một cái lúc rất là khó khăn. Có kinh nghiệm, biết là tìm tòi làm việc trong thời mở cửa thì cũng khá. Phải có cơ hội nữa. Dạ đúng đúng đúng. Ông nội mình bà nội thích nói chuyện với em rể thứ năm lắm. Tại em rể thứ năm là hồi nhỏ ra đời sớm nên rành. Bữa nay đi vui ha bà nội. Sáng ra hai vợ chồng thu hoạch mãng cầu. Tại vì mãng cầu ở nhà hơi có rậy chút, hái còn sống rồi rửa. Mình quay chỗ này không hái chỗ kia làm sao trời. Hái hết luôn. Rồi bỏ vô. Đó. Mày có chừng chục cây mãng cầu. Có trái ăn quanh năm à. Mận, cóc, ổi, xài gì cũng có trái. À, hái hết luôn. Ừ, cái đó đó. Sâu á. Ờ, chín luôn á, nó chín. Sâu. Sâu dục đi. Kìa, trái trên đầu á, trái trên đầu á, trái đó sống á. Trái trên đầu á, ừ, hai trái đó hái luôn được á. Hai trái luôn đi, trái kia nhỏ vậy chứ nó cũng dài. Thảo đi tỉa mới được, nhà không ai tỉa hết á. Trồng cây mà sợ tỉa nó mất sức. Mình tỉa nó mới có trái thêm. Nó bỏ mấy nhánh nhỏ cho nuôi trái á. Mấy đứa em Thảo nó không mê vườn. Đó, đây nè. Trong thân á, trong thân á. Nó mê làm ăn. Thảo thì thích vườn. Thảo mới tỉa cây nho gỗ nè. Cây nho gỗ này loại thông thường á. Loại trái màu đen. Không tỉa nó không có trái. Mình phải tỉa nhánh nhỏ trong thân rồi tỉa cái đầu đọt. Thảo trồng cây quýt này lớn. Trái nó đi Đài Loan về thấy trái nó bự bự lên chút. Cóc quá trời. Được một thao luôn vậy hả? Cây cóc Thái nè, bự chà bá luôn, có ai ăn đâu, trái nhóc luôn. Cóc dễ trồng lắm. Hái trái đu đủ vô ăn. Nấu canh ăn. Cây nhãn này bữa Thảo mua Thảo trồng nè. Mà ở đây không có ai tỉa đọt gì hết. Nó lên bự lắm, sầm sầm vậy rồi nó mới có bông. Ở đây trồng bỏ thí à. Bữa Thảo trồng hồi năm rồi, giờ có bông rồi. Lần nữa cô mua xong cái cô hú con. Đó, đó chà ô long. Ông Thái ông thích nè, đó. Cái chà ô long nó ngộ ghê luôn. Đó. Cái vườn nhà cô Ngọc. Mà hôm trước cô có hai cây hai nhánh thôi mà nó nhảy lên vậy luôn á. Ừ nó nhảy đó con. Dạ. Nó biểu mình về mình trồng thì nhảy đó. Cái này của con cứ làm tiểu tiểu con làm cho bé để cái vụ. Chị, có gia đình chị Nghi á gửi cho em tặng chị 50 đô đổi ra luôn là 1.250.000 nè cho chị mua thuốc đồ uống rồi nhờ chữa bệnh rồi nha. Không dạ, sao chưa khỏe dạ. Giống em nè lạc quan yêu đời sống khỏe à dạ, nha. Cảm ơn. Cảm ơn cô đó. Hiền lắm. Ở sát nhà cô Ngọc hồi trước làm qua phát á, Thảo vô thăm cô Ngọc mới biết. Cái ông xã nói chị Nghi có gửi đó em tặng cho anh Hiền đi. Cảm ơn ông xã. Ông nhớ kìa. Ông nhớ Hiền đó. Chứ Thảo vô Thảo chưa nhớ vụ này nữa, lo chỉ Hiền ăn uống được không à. Trời ơi. Đẻ xích luôn không? Dạ. Cứ thoải mái sống nha, nhẹ. Hiền là loại nhẹ không sao trơn á. Là phát hiện sớm mà lấy ra. Giống bà Tống Mỹ Linh vợ của ông Tống gì ta? Tống Mỹ Linh phải không? Ờ, Tống Kim Sơn gì đó. Ông Tử Thạch đó. Ờ, Tử Thạch. Ừ, bà 605 tuổi, bà cũng Mỹ. Để con không có con như thế chị Thảo con á thì đây cái gương chị Thảo con cứ chữa bệnh sống đi. Lạc quan. Chữa bệnh cho hết, lấy nó ra hết. Rồi mình đừng có ăn những cái nó thích, mình ăn những cái mình nuôi mình á.
là sống lạc quan để nuôi con coi. Ừ, được á. Vậy là cái lá lốt để hái về nấu nước. Nhớ nấu nước xào đồ ăn. Rồi khỏe nha. Bữa nay đi vô thăm cô Ngọc nè. Cô Ngọc hồi đó làm qua Pháp rồi. Cô Ngọc dẫn qua thăm em Hiền. Cảm ơn cô Ngọc cho tụi con có cơ hội, cơ duyên đang đi giúp đỡ bà cô bác. Cô Ngọc khỏe nha. Chừng nào qua bển hú tụi con. Cảm ơn con, cảm ơn thái với con. Dạ. Là... tụi con hỗ trợ có một cái em nó bị ung thư mà nó ở xóm nó nghèo quá đi. Dạ. Nó khổ, nó cũng bi quan. Thì cô Ngọc mới nhớ tới con, nó nói bé Thảo là cái đứa có tâm thiện lương, tâm dạ. lành. Rồi cho nên là cô liên hệ với Thảo và Thảo thái với con là nhờ sự hỗ trợ. Thì con nó rất là tận tình, con về con chỉ dẫn một cách thức của em nó để cho nó sống. Dạ đúng rồi, tinh thần quan trọng. Nó có niềm tin vào cuộc sống. Chứ lúc mà nó bị phát bệnh rồi nó đi qua, còn con thì nhỏ, 10 năm mới sanh được đứa con, mà giờ phát bệnh rồi nó muốn buông xuôi hết. Nhờ có bé Thảo về động viên chỉ dẫn cách thức để nó điều trị. Và cô cũng thay mặt gia đình của bé Hiền và cảm ơn vợ chồng Thảo rất là nhiều. Dạ không có gì cô, con thích đi giúp đỡ bà con bác. Cô cũng khỏe đó. Tâm thiện dạng sự an. Dạ. Chúc cho con là luôn may mắn tốt lành với bé Thảo là tiếp tục cái con đường thiện nguyện như vợ chồng con làm là cô Ngọc thích lắm. Dạ con cảm ơn cô. Làm được cái con đường thiện nguyện nó rất là hay con. Dạ. Cuộc sống bây giờ con thấy là nó phù du đó. Cuộc đời không biết hôm nay là vậy nhưng ngày mai ra sao. Mình cho mình giúp được ai một điều gì đó thì mình cảm thấy rất là vui. Dạ đúng rất rồi. Là hạnh phúc mà. Cô thấy cái gương mặt của bé Thảo là mỗi ngày mỗi tươi hết. Cuộc đời tâm lành cũng sẽ đem đến cho con nhiều niềm vui, nhiều hạnh phúc trong cuộc sống. Dạ. Cô cũng giữ sức khỏe đó. Cảm ơn con. Dạ. Thì Thảo đi ở ngoài đường á, thấy ở đây người ta cũng có nhiều tiền lắm. Ta ăn uống thoải mái 1-2 triệu, 5 triệu là chuyện bình thường. Nhưng mà cũng có nhiều người không có tiền. Em rể Thảo nói á, có nhiều người làm ở lò dừa Tết không có được hơn 1 triệu để ăn Tết nữa. Nhà không có được mấy cái đồ ăn Tết ngon nữa. Nên có người nhiều người nhiều tiền lắm mà có nhiều người không có tiền. Lao động vất vả lắm rồi cứ mượn trước không à. Để em Thảo phát lương á biết. Ứng trước rồi cứ đóng tiền góp đồ tiền lời đồ hết à. Không có dư à, có một số người như vậy á, lao động rất vất vả mà không có dư, không có tiền. Nên Thảo thấy cũng thương bà con cô bác quá, mà đâu có giúp hết được xã hội đâu. Giống như có duyên Thảo gặp ai Thảo giúp người đó thôi. Thì gặp em Hiền này là tình cờ cô Ngọc á. Cô Ngọc hồi xưa làm qua Phát á, giờ cô về đây cô ở gần nhà Thảo, lâu lâu Thảo về Thảo thăm. Cái trước khi Thảo về là cổ gọi, cổ nói sát nhà cổ có em bị bệnh đó, hỏi Thảo cách chữa đồ. Thảo nghe thấy thương nên kỳ này Thảo về Thảo thăm cô Ngọc và Thảo qua Thảo chia sẻ cho cách ăn uống đồ cho với nói về tâm lý tinh thần đồ cho em đó, giống như là yêu đời lại, cố gắng chữa bệnh đặng cho hết đặng nuôi con. Chứ nhiều người nghĩ là nghe mình bị bệnh ung thư cái nghĩ là tới chết. Có nếu mình chữa mình lấy hết tế bào ung thư ra rồi mình ăn uống đồ đúng cách á, sống thiện lương rồi mình cứ đừng có buồn nữa là cũng sống được thời gian nhiều lắm để lo nuôi cho con cái với cho những người thân của mình đừng có phải buồn khổ vì cái bệnh của mình với mình cũng cố gắng mình cho khỏe á, ăn uống cho khỏe cũng qua được. Cái Thảo thấy em Hiền tội nghiệp quá, nghe cô Ngọc tâm sự là lúc trước á, sợ không có đủ tiền chữa bệnh, sợ cái bệnh này chữa nhiều quá, cái định để luôn vậy á, rồi sống được nhiều hay nhiều. Mà bệnh này mình khi phát hiện không lấy ra là nó di căn nhanh lắm. Mình phải lấy hết tế bào bệnh ra, rồi sau đó mình ăn uống, sinh hoạt, thay đổi cuộc sống mình theo hướng tích cực á. Mình tìm hiểu về bệnh này á, thì sẽ sống một thời gian cũng nhiều để nuôi con mình ha. Rồi cái cô Ngọc cũng khuyên cái mấy triệu đi giống như mượn tiền đồ chữa bệnh. Thảo nghe Thảo cũng thương quá đó. Cái cũng mới cho được có một phần à, một phần của chị gia đình chị Nghi cho 50 đô. Rồi Thảo mới có cô Nhất Tiếu nè, rồi em Giàu ở gần nhà Thảo nè, rồi chị Ly Ly cũng hay xuống nhà Thảo chơi á, cũng có gửi cho Thảo nói muốn cho ai cho, nên Thảo sẽ trích mấy cái tiền đó ra để cho thêm em Hiền. Chắc một tuần hai tuần nữa Thảo xuống Thảo cho nữa.
để em có em đi chữa bệnh á, vô thuốc chemo được mấy lần rồi. Thảo nói là phải chemo là phải làm cho xong. Tại cái bệnh này nó ngộ lắm, cái con này ngộ lắm. Là mình phải chemo cho xong thì nó mới ngủ yên luôn. Còn nếu mà mình chemo nửa chừng mình bỏ là nó sẽ mạnh lên á, mình khó chữa sau này lắm. Nên Thảo khuyên em là cố gắng ăn uống vô, có dưỡng, có khỏe lên rồi mới qua được cái chemo. Nên bà con cô bác nhớ nha, khi chemo á, chịu khó ăn một ngày 4-5 lần. Ăn rất là đắng nhưng mà chịu khó ăn mấy món súp á, hủ tiếu, bánh canh, phở rồi đó, ăn súp đó đó ha. Thì ăn nhiều để cho nó có hồng cầu, nó mới có đủ sức, đủ sức để sống nữa. À, đừng có không ăn nha, phải ăn rồi mới sống, rồi mới qua được chemo ha. Với chịu khó đi không nổi nhưng mà cũng đi tới đi lui trong nhà cho có năng lượng ha. Thì để coi chừng hai tuần nữa Thảo sẽ đi xuống Thảo thăm em Hiền lần nữa, rồi Thảo sẽ gửi thêm cho em Hiền à, Thảo gửi thêm cho em Hiền mới nữa cho em Hiền chữa bệnh. Tại gia đình khó khăn lắm, giống như đủ tiền sống mỗi ngày thôi mà bệnh này chữa nhiều tiền lắm ha. Kệ nó, Thảo làm được gì Thảo làm, làm được nhiêu hay nhiêu chứ đâu biết làm sao. Rồi nhiều khi Thảo hỏi mấy đứa em, Thảo coi có giúp được gì thì giúp thêm đó. Rồi ngừng lại nha, rồi ngừng lại quẹo bên trái á, bên quẹo đi đó hả, đây nè. Bữa nay Phương Bến Tre bận quay phim TikTok rồi, hẹn chị ấy ra đây nè. Rồi rồi xong rồi chị ta đứng bên đợi. Dạ thằng nhóc không đi. Thì nhà chị Thi á ở bên Arizona đưa cho Thảo 200 đô. Cái Thảo nói với chị tên chị em quên nè. Chị Thu. Chị Thu phường 5 nè. Hai coi mấy cái nhóm đại diện gửi cho bà nội con á. Rồi con ở đây với ai? À, ba cho nhỏ này 100 nữa ba, cho con riêng nè, để con xài mua đồ ăn đi nha. Con khỏe nha. Rồi cái mình đi vô đây nữa nè, thì khoảng có 22 hộ. Rồi có cho thêm mấy em nhỏ hay mấy người khó khăn nữa đó là đủ 200 đô. Cô khỏe hả cô? Dạ. Dạ có chị ở bên Mỹ á, chị Thi ở bên Mỹ gửi cho mấy cô. Có chị Thu dẫn đi nè, chị Thu đi thương lắm, lần nào về bà cũng dẫn đi hết. Mấy cô giữ sức khỏe nha. Dạ, gửi cho chị ở chung luôn. Một chị nữa. Chung phòng. Rồi vậy nha. Dạ. Cô có cái này là thêm niềm vui. Thêm niềm vui. Cái chị đó chị mới lại ở ké chung với chị thì đỡ sống tiền nhà. Hả? Đây là bà chủ nhà. Cô tốt quá. Trời chị em của em còn quả nhà nữa em chưa đem vô nha. Bữa nay lại cảm ơn Thảo Thái nha. Có Thảo Thái về là mừng rồi. Bà con nhà. Dầu lăn hay là dầu tho? Lăn lăn thì nó không có. Cho gì cũng được rồi. Cho gì nén vậy. Dạ. Cảm ơn. Tặng cho cô. Dạ mấy cô, cái này cô Nhật Thành đó, ở bên California đó. Cô gửi thì gặp mấy cô nào sức cho cái này á, mũi côn trùng cắn đau nhất gì mình sức. Giữ sức khỏe nha mấy cô. Đau nhất cũng đau bụng đồ đó, đau đầu đồ sức cũng hết. Mấy cái đau nhẹ á. Khỏe nha. Đây là bệnh viện Nguyễn Chiểu đó. Mấy cô chú chạy thận này ở vòng vòng bệnh viện mướn mấy nhà trọ ở để chạy thận. Tại vì chạy thận liên tục mà đi về quê đi lên lại rất là tốn tiền mà rất là vất vả. Rồi mướn ở hoài quanh năm suốt tháng vậy đó bà con. Thì vô cái hẻm đối diện với bệnh viện nè. Mấy lần trước đi hoài với Thảo thuộc luôn rồi. Chị Thu á, hồi làm ở trên ở đây phường 5 hả chị Thu? Phường 5. Phường 5 á, cái bà con nào ủng hộ á, chị Thu dẫn đi.
ở trong cái nhóm dancing chị cũng hay đi làm từ thiện, là đi làm giống như là năng nổ nhất luôn á, đi lại là thấy đi trước không hết vậy thôi, tại vì làm vậy có phước lắm, có nghiệp ha, có chỉ có tình thương đó với mọi người. Gửi cho mấy cô. Dạ. Còn chú ở đây, để cái mặt đi, còn bên đây ai? Cô. Ở đâu vậy? Vô trại vậy hả? Vô trại vậy mình gửi hả chị? Gửi đi, ông xã này nhẹ nha. Mẹ rồi, mai xa thở chưa? Dạ, chào chị. Đưa chị này đỡ. Dạ. Anh lắng luôn, chị này nhận giờ anh lắng gì đâu, anh lắng về quê chị cũng lên. Rồi cha hả? Ừ. Con chị gửi luôn. Mẹ. Rồi ba nhà đi chơi giờ này giờ 10 giờ á mà họ vô dạ. Thận hết à nên nói đi. Đây. Ba nhà một. Ông bà Tuấn với ông đây. Cái bà mà hôm kỳ cái tay bị chảng nè, là dạ. Dạ, mẹ đi nhập viện rồi cô. Dạ. Còn rồi anh này nhận giùm bà Tuấn với chú Bảy cái ông ở Bình Thạnh con sinh á. Ở quê đề mơ mới lên. Dạ. Thì thôi kệ nhận đi. Nói chung ở đây em biết nha nha chị. Dạ. Nhận thêm người nữa. Một người nữa. Bà Cố. Ừ, một người nữa. Đưa cái tờ 200. Bây giờ này cái mấy cô đi chạy thận. Sáng sớm. Nhận giùm anh lắng luôn đi anh. Lắng bển á hả? Ừ, ông đóng cửa đi quê rồi. À, sao về quê trơn giờ này bữa nay mới lên. Hả? Mới chạy thận. Mai mới chạy thận á hả? Mình cứ gửi, mình cứ gửi giùm mấy chị ở đây gửi giùm. À có dạ. Có chị bên Mỹ gia đình chị Thi gửi cho dạ, mấy chị. Cảm ơn cô. Không có gì ạ. À chú hả? Hả? Ông xã mới gặp chú lần đầu nên ông xã không biết chú không có nhìn thấy đường. Cho mấy cô chú vui. Hả? Dạ, không có gì. Đại diện ở mấy cô chú ở trọ ở địa bàn á, cũng cảm ơn các mạnh thường quân rất nhiều, nhất là cái cô Thi. Thi, cô Thi. Dạ, cũng nói chung là chia sẻ yêu thương đến các hộ ở đây. Nói chung hoàn cảnh khó khăn thì vừa rồi cũng mất một hai người nữa. Mỗi lần lên thì thấy mất cũng tội lắm mấy cô. Thì cũng như chia sẻ thì vậy là em rất là quý. Thì chúc mạnh thường quân mình có nhiều sức khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Cảm ơn chị nhiều á. Như chị có tâm tốt quá trời. À. Dạ, không có gì cái này. Mấy cô chú khỏe hết nha. Dạ. Xin phép em đi nha. À. Chị Thu vui, mỗi lần Thảo về chị vui. Chị dẫn đi mà chị vui tại vì chị thấy mấy cô chú ở đây có được chút niềm vui ngày trong ngày hết chị Thu. Dạ. Chia sẻ niềm vui. Hồi lúc trước là có cái nhà trọ ở đây người ta bán rồi, giờ phải đi lên sớm trên. Nhiều khi á mình bỏ chút ít thời gian thôi mình đi vậy mà vui. Thấy mấy cô bác vui á mình cũng vui. Sống ở trên đời mình nên chia sẻ yêu thương ha. Thăm mấy cô đây. Dạ. Mấy cô chạy thận á, mấy cô chú chạy thận. Úi nè, nó dài dài trống cả đống. Chị nghe đau lòng ha, nghe chữ cả đống mình đau lòng, nó nhiều đi. Nó nhiều cô chú. Cô chạy thận á, chạy thận với cái tay sưng hết trơn. Gửi cho cô á. Chị... Dạ. Giữ sức khỏe nha. Nào. Đi chạy thận luôn hả? Chạy thận luôn rồi. Gửi luôn ba hai. Em lãnh. Bây giờ này là thứ hai đầu tuần nên người ta chạy thận. À bữa nay thứ hai đầu tuần tại em đi Đài Loan về là lo đi vô gửi cho mấy cô. Dạ giữ sức khỏe nha mấy cô. Dạ. Hay đó rồi cô. Dạ bên đây nữa. Đây ha. Đây trước không? Trong đây nhà trọ dài để chạy thận vậy yeah. Gửi cho cô luôn nhá. Gửi cô đại diện luôn tại vì sáng thứ hai đầu tuần cái bà con đi chạy thận dạ có cô nha. Cái dầu này cô lấy cô lăn lăn vô cho đỡ đau. Dạ. Gia đình khỏe không?
Cảm ơn chị gửi lại cho mấy cô chú kia ha. Chị cũng giữ sức khỏe nha. Cảm ơn chị. Dạ. Ê. Mà nó hôm nay cũng mới đi cái ổng mới đẩy đi rồi. Giới chứa Phật dầu nè. Chị cứ chứa sức nha. Sức đa nhân sức. Chị có ngần bên đây ổng 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 ổng. Dạ. Rồi đây nè, nói đây nè. Đại diện cảm ơn của Mạnh Thường Quân, cô Thi hả chị? Chị gia đình chị Thi. Gia đình chị Thi. Đại diện hôm nay cảm ơn Mạnh Thường Quân, cảm ơn. Dạ. Cảm ơn cô gửi lại dùm cho mấy cô đi chạy hận nha. Mấy cô chú đi chạy hận. Dì cũng giữ sức khỏe nha. Dạ. Cảm ơn hết nhiều. Bà Sáu ơi, bà Sáu. Con Thu nè. Kêu bà Sáu. Ở nhà ở mình. Ở mình dạ, hả? Chị Thu, ở nhà. Mình là cái Thương lắm. Cái nhà này là mai nhớ nè. Áo lam hả? Ở bà Sáu nè đó. Bà Sáu. Mở cửa cho con vô coi, mở không? À. Con Thu. Lâu quá con cửa này nó hư rồi. Thì đi đi. Nè. Còn chín mấy tuổi hả? Ừ. Hả? Thôi vậy gửi cho mà bà Sáu không nghe, bà Sáu không nghe. Không sẽ... Rồi ai mua đồ cơm đồ cho bà Sáu ăn? Sáng bà Điền cấp cấp nó nấu đồ ăn. Nha. Lúc này đi mình... hết nổi rồi phải không? Mắt đi mờ mờ rồi. Rồi. Đi mắt. Rồi nè. Cái này cảm mừng lắm. Cảm ơn, cảm ơn. Hai chai cùng mừng nữa. Xin nữa. Hai chai cho tiền. Là con dẫn lên lại chai tặng chị Thu nè, nãy cái chai đó là khác, đây nè là khác. Rồi em cảm ơn nha. Cảm ơn. Dạ. Rồi. Cảm ơn lắm á. Rồi. Để gửi tặng. Ở có một mình không có đứa nào ở chung. Dạ con biết nên con mới dẫn lại nè. Thôi đừng khóc. Rồi, đừng khóc, đừng khóc. Ba ba có 1.2 triệu không? Cho cái phần 1.2 triệu. À, triệu... Trời ơi, ừ. Mình dạ. Không có video. Tiền của anh à? Dạ. Để vậy thấy thương lắm. Đi à. Dòng chút xíu, chờ chút. 50 nè, có 50 nè, 1.2 triệu. Ừ, thiếu nhiêu? 1.2 triệu, cho cái phần của nhà chị Nghi á. 1.000.000 của anh à? Rồi, giờ tính sao? Ừ, đó. Họ ba ghi ra. Dạ. Không có đứa nào nữa. Có hai ờ đúng rồi. Mình á. Dạ. Nè, con giờ là có chị Nghi. Gia đình chị Nghi ở bên Mỹ á. À, đó. Cái này là Thảo Cali ở bên Mỹ về. Rồi dạ, nó Mạnh Thường Quân á gửi tặng cho bà Sáu. Gửi tặng bà Sáu 1.250.000 là 50 đô á. Ừ. Rồi là ai hai nè. Nó ai cho? Là chị Nghi, Nghi gia đình Mỹ. Chị Nghi. Nghi miền Mỹ à? Dạ. Ở Mỹ. Đâu gì tôi mà đâu gì. Tặng cho bà Sáu. Bữa nay hết tiền rồi kìa. Dạ. Dạ vui chưa? Dạ vui ha. Vui cho con nó mất. Thôi, không sắp nữa. Có dầu mình. Nữa phải không? Có dầu nữa. Có cái gì mừng quá, hết dầu của. Dạ dạ. Mừng quá trời mừng luôn. Thôi cảm ơn mấy cô nè, cảm ơn. Ông xã quay phim. Cảm ơn cháu đây nha. Dạ. Mẹ con có tiếng cùng Thu tốt quá. Dạ. Chị Thu dẫn đi gặp mấy bác vậy nha. Ừ. Rồi. Thôi, chị Thu nha. Chị Thu dạ. Biết chị Thu dẫn. Dạ. Thương lắm. Ừ. Rồi, thôi sao vô nghe nha. Dạ. Cảm ơn. Được mấy chai này mừng mình quá. Dầu quá, thích dầu. Cảm ơn cô Nhật Thành. Tặng cho mấy bác, mấy bà bác đồ vui. Để dành. Chết hết rồi bà nãy giờ dành. Chạy ít từ từ dạ. Dạ. Mừng lắm. Dạ. Xài đi, xài đi năm năm chạy. Nào nữa về mà bà bác còn khỏe chị Thu có dẫn thì con ghé. Bữa nay mấy bữa này đâu có ăn bánh giấc sáng đâu. Hết tiền hả? Hết tiền. Trong ngồi với giái trời với Phật ai có cho mình tiền không? Hên quá luôn. Sáng chùa lau mấy cái ghế đó đó. Rồi giái trời cho mình có chút ít tiền. Giờ tập
bữa nay có hết gạo nữa. Ừ, có luôn là có rồi. Vì có luôn vui quá. Dạ thôi. Bữa nay hên nha, hên hên. Dạ, hên hên. Nay trời không, không có người đi con dẫn lại nghe thăm bà. Cảm ơn nha, dạ. Cảm ơn Linh Dư. Thôi chúc cho bé con yêu cầu được nhiều sức khỏe vui vẻ. Năm nào cũng tới tôi vậy rồi. Dạ, là mừng nha. Dạ. Bà cũng khỏe luôn á. Dạ. À, sức khỏe thì phải vui vẻ. À. Dạ. Rồi thôi, dạ. Sáu vô đi nghe chị. Sáu vô nghỉ đi. Con thôi đi. Dạ. Rồi, dạ. Cho nhiều quá. Cho nhiều quá. Không có ai nuôi hết trơn. Dạ, dạ. Không có ai nuôi. Ở đâu nè? Còn một bà nữa, bà cụ. Chị xe hay sao? Chị xe đi bộ vậy. Chị xe lại đi, đứng ngang chủ chiếc xe đấy đó. Ông xã với chị Thu, những con người đưa đò rất là nhiệt tình luôn. Chị Thu tốt bụng dữ lắm. Trước giờ em biết chị 2 năm là em thích chị giống là chị Thu. Giúp đỡ người khó khăn, tâm lúc nào cũng tốt. Để nghe đợi chị chút, chị đang có công chuyện khoảng 10 phút chị gọi lại nha. À, bà cụ. Bà ơi. Bà cụ. Ở mình nữa hả chị? Có đứa con mà nó khờ khờ đó. Khờ khờ hả? Ừ. Bà ơi. Có đứa con khờ khờ. Bà ơi. Bà Thân nha, bà Thân. Bà tên Thân. Cái này là cái khu sớm đồ ở chợ Ngã Năm. Có bà Thân. Bà Thân chắc là tuổi Thân rồi. Hồi xưa đọc là Thân á, tuổi Thân. Rồi đặt tên vậy luôn á. Có đứa con bị khờ nữa. Tại lúc trước em đổi tiền lẻ đang cho em dễ gửi cho các cô các chú á, nhiều khi Thảo đi mua giấy số á, cho Thảo thấy mấy cô chú bán giấy số á, cái Thảo biếu cho chứ Thảo cũng mua giấy số. Mình biếu cho luôn. Nên Thảo hay đổi tiền lẻ nhiều á. Tại vì mấy cô chú bán giấy số có khi mình ngồi mình ăn á, 10 người, 20 người tới luôn. Mình phải cần có một số tiền lẻ nhiều để mình biếu cho. Cái này là 1.250.000 của chị Nghi ở Mỹ á. Dạ. Dạ. Thấy hoàn cảnh của bà khó khăn nên con giới thiệu cho bà. Dạ. Cho một dạ. Rồi thôi bà vô đi. Con cho bà cái này nè. Dán đau nhất á. Trời ơi quý quá nè. Đau nhất á, bà vô bà dán liền đi. Dạ, dán đau nhất á nha. Vô bà dán liền đi, nhiều khi con bỏ con bóp là có cái đưa. Bỏ con bóp đi vậy. Khỏe nha. Dạ. Để con coi có gì nó hết rồi. Rồi vô bà cụ ha. Thì sẽ cái bớt thần thánh theo rồi. Bà khỏe nha. Khỏe ăn lo cho thằng cha, thằng con. Nói chung cảm ơn Thảo rất nhiều. Làm việc cầu nối cho Mạnh Thường Quân với các hộ khó khăn. Rồi bệnh tật ở khu phố ở phường 5 nữa. Nói chung là rất là cảm ơn. Em cũng vui lắm. Gặp chị làm vui. Có phước. Dạ. Dạ. Dạ, giờ tụi con xin phép về nha. Chị Thu cũng khỏe, giờ chị Thu chạy về bữa nào em ghé vô. Dạ, dạ. Đó, còn giữ vỗ quà, chắc còn muốn gặp nữa hay sao đó, cứ chưa chịu đem quà cho bà. Rồi, em bye bye chị Thu. Rồi, bye luôn, bye Thái với Thảo nha. Dạ. Dạ, rồi. Dậy, dụng dự tư. Sáng sớm. Sáng mới có 7 giờ dựng tư tới, ngoại gọi hôm qua, ổng cũng lu bu quá, dựng tư tới sớm luôn, chưa kịp tới nhà dựng tư. Nhỏ con tôi nó cũng đại diện cho cô Nghi ở bên Mỹ gửi cho vợ Dượng á, bệnh đi không được á, rồi gửi cho 150 đô, là nó đổi ra tiền Việt rồi luôn. Có Dượng là 250.000. À, sao cảm ơn Dượng Nghi. Dạ không có gì Dượng Tư. Người miền quê nói chuyện được đơn giản rồi. Dượng Tư mua đồ cho dì Tư ăn với mua thuốc cho dì Tư nha. Dạ đây con lu bu quá, con không có chạy qua nhà Dượng được. Cảm ơn cô Nghi á, cô Nghi ở bên Mỹ. Thôi vậy cũng cảm ơn cô Nghi á. Dạ. À, bên Mỹ gửi về. Dạ rồi Dượng Tư khỏe nha. Đi chạy xe đạp này hả? Đi xe đạp không? Dượng hay qua phụ dọn cỏ với lại dọn vườn giùm nhà Thảo. Công ty dù có muốn làm, ông cũng làm. Dượng khỏe nghe Dượng. Cũng ráng mà nặng nuôi bả. Trời độ cho ông khỏe nuôi bả. Dạ. Anh chào Dượng. Dạ. Dạ.
Chị Lệ ơi, có gia đình chị Nghi á, cho mấy bà con cô bác nào mà giống như như chị vậy á, chữa bệnh, cái bụng chị bị gì? Gan nhiễm mỡ. Gan nhiễm mỡ mà sao bự bự vậy bà? Tôi tưởng bà có bầu 10 tháng rồi đó. Rồi đi khám bệnh rồi, một bà chỉ gửi tặng cho mỗi chị em cô chú bác là 50 đô. Đó là ông xã em đổi ra 1.250.000 á. Vậy chị rồi, cảm ơn cô đó nha. Chị Nghi, gia đình chị Nghi. Rồi vui chưa? Vậy chị cảm ơn cô đó với cưng nhiều nha. Cưng gì? Cảm ơn cô chị Nghi được rồi. Chú, cho con hỏi chú tên gì? Bùi Sơn Kiệt. À, tại có cái chưa con đi mua hủ tiếu chay rồi thấy chú đi ngang rồi hỏi cái chú bán hủ tiếu chay nói giờ chú nuôi má hả? Nuôi bà chị hả? À, nuôi bà chị mà hồi nhỏ tới lớn là chú vậy hả? Chú bị cái chân có tật rồi Thỉnh Thảo đi mua hủ tiếu chay. Thảo có hỏi chú hủ tiếu chay nói là nhà trong thất ở Bến Tre nè. Rồi Thảo ghé ngang thay mặt gia đình chị Nghi tặng chú 50 đô. Đó đưa đi. 50 đô là là 1.250.000. Thảo đang đi á, mua hủ tiếu chay vô thăm cô giáo, thấy chú đẩy xe ngang thấy thương quá, có hỏi cho chú bán hủ tiếu chay á, chú nói ở gần nhà rồi khỏe nha. Bây giờ nuôi bà chị nữa hả? Dạ, cũng được luôn ha, giữ sức khỏe nha. Sáng ăn sáng chưa? Dạ, có ăn xong. Nha, anh đi ăn sáng đi nha. Về mua uống rồi mua cơm đồ ăn nha. Dạ, đi nha. Chú Kiệt không? Tên Kiệt. Dạ. Chị Hồng. Chị Nghi ở bên nước ngoài á, Thảo có dịp về nha. Dạ. Chị gửi về cho cũng như Thảo là cầu nối nha. Dạ. Đem về cho những người bệnh tật nha. Dạ. Như chị Hồng về gia đình khó khăn mà bệnh tật. Dạ. Không có đi bệnh viện mà không có tiền. Dạ dạ. Cho nên nó giúp. Cho chị cũng kiểu hai mấy chục lên 50 đô. 50 đô á. Giờ em cũng nhận số tiền của dì Thảo từ bên chị Nghi gửi về. Gửi về cho em để em mua thuốc uống. Dạ, con trẻ á, bằng con vậy á. Vậy cũng cảm ơn dì đó rất nhiều. Dạ. Với cảm ơn gia đình dì Thảo. Con cũng vui. Dạ, dì cũng tạo phước. Dạ, tạo phước. Dì cũng cảm ơn dì nhiều lắm. Dì cũng mua thuốc uống, phải cái lưng nó hở á, sinh sống á, nó đau lưng quá. Dì dớm giữ sức khỏe nha. Chị cũng gia đình Thảo thôi, chị cũng cảm ơn dì Nghi. Cảm ơn dì rất nhiều. Không có gì đâu, chị chỉ vui lắm á. Dạ, quay vậy chỉ vui lắm, tại vì chị thích giúp đỡ mọi người á. Dạ, khó khăn. Dạ. Rồi dì Hồng khỏe nha. Dạ, cảm ơn dì. Vậy rồi đi trị bệnh, dạ, mua thuốc rồi vậy nè, mua thuốc, đông y uống. Dạ, rồi. Cái bụng nè, hai cái bụng. À, nịt chưa? Sinh sống. Không có gì, dì Hồng chạy xe từ từ về nha. Dạ, tại sao quá con không lên nhà dì Hồng được. Không có lên được rồi. Con bận á. Dạ. Thấy ông Dung đậu xe mà ở trên nhà hả nha. Đậu đâu? Xe ngoài lộ. Đi vợ chồng cũng đi công chuyện gì tùm lum hết trơn nè dì Hồng ơi. Ngon quá bà Hải ơi. Sẽ sầu riêng ăn không sao. Nó mà biết gì không, mua từ từ gì này cho nó ăn lần lần nè. Ở đây mình ăn trái cây. Cho trái loại này nè. Tốt sức khỏe. Còn nhà không? Không có hút. Không có hút quá chứ. Rồi biết gì không? Dưới quê. Cái này dưới quê. Không đợt đó hả, nậu nó rải tâm hả, mấy chục cây chuối luôn á. Rồi, được rồi. Rồi úp lại đang cho Thảo quay phim. Quay không kịp. Rồi. Đóng phim này mệt mỏi với thế giới. Sầu riêng nè Bính Sành ơi. Ủa nó nghe sầu riêng nó chạy mất dép. Không, giờ nó hết ăn rồi. Ủa vậy? Giờ ăn được hả Sành? Giờ ăn được rồi. Giờ phái luôn. Sao đó chạy mất dép? Mày ăn không mày? Không đi, không đi. Đó nó sợ mùi sầu riêng lắm, giờ nó hết sợ. Ôi đã hả, mùi sầu riêng bụi chầm bá rửa luôn. Thế? Lấy dĩa ra hả? Trời đã sợ luôn. Ủa, mà cái này má Năm, má Hai quay có con dao được hả? Bình thường. Trời ơi, đã luôn. Mời cô chú anh chị dẫn em ăn sầu riêng. Úp luôn ăn lên. Bữa giờ về 2 tuần không dám ăn. Úp đóng cho bà tám chịu. Sợ lên đường.
Này mới dám ăn nè, không sống. Không ngựa nhà má nữa. Bà hết. Tại dưới quê á, dưới vườn đem lên không mới dám ăn. Không có ngọt lắm, nó mới chín. Ăn uống nè. Ngọt lên đường nó không dám ăn nhiều. Trời ơi, cái hộp nó xíu rồi. Bé hả? Bé cái gì? Muối không? Đó. Dạ, ăn thấy muối. Mưa quá trời hả chị? Trời mưa bong bóng bập bồng. Má đi lấy chồng con ở nhà hái trái cây ăn. Mưa quá mưa. Về Việt Nam mưa. Bà chị bá đang làm mà cua với ống hải nghêu với là ốc móng tay. Mưa rừng ơi, mưa rừng. Này không phải mưa rừng nữa. Mưa ở miền quê. Cây đó nhon gỗ á, cây kia mận, bên kia nhãn. Cái này xoài. Xoài quá trời xoài. Xoài cát Hòa Lộc á bà con cô bác. Nhà Thảo thích ba thích trồng xoài cát Hòa Lộc, trồng bằng hột không á. Trời ơi trời mưa mà ra đây la làng la sớm. Trời mưa thì mặt trời mưa, tại giờ sáng có đồ ăn rồi bà con. Tại hôm qua Thảo đi chợ á, mua nè. Chú kêu chị ấy nấu khoai tím á. Khoai tím. Rồi. Sao bố chơi, bòn bon, nhãn. Nhưng mà Thảo thích ăn này nè. Đó, khoai. Rồi hôm qua mua nè, chuối hấp. Sáng bà ngoại hấp cho luôn. Cảm ơn bà ngoại. Thấy trời nắng lên, ông xã lên mấy củ kiệu ra phơi. Trời mưa. Về đây mùa hè mưa. Cái phải chạy ra đem vô. Này là 30kg luôn á. 6 mấy phao á. Bữa nay Thảo đăng video tới đây nha. Chúc cô chú anh chị và các em một mùa hè vui vẻ, bình an. Cảm ơn ủng hộ gia đình Thảo. Hẹn gặp lại cô chú anh chị và các em trong những video mới ha. Tạm biệt cô chú anh chị và các em. Cảm giác tại chỗ rồi, đá vô. Đang trời nóng uống ngon quá. Rồi chốt chị Hạnh mua mai bán đắt nha. Giờ hai vợ chồng em đi. Không, để đường gì hết trơn á.